Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thần phong mỹ tục của Việt Nam. Ai chết tiệt, cả team của tụi mình đang mắc kẹt lên cùng một lốc và giữa chúng ta không có bất kỳ thứ gì hết. Chúng ta sẽ kẹt ở đây suốt đời hay sao? Làm cái giống gì vậy? Mèo ơi, mèo, mọi người ơi, hãy vào màu nhấn like cho mình đi. Tại vì hôm nay cái team đã mắc kẹt rồi. Ai chết tiệt. Rồi, cả team mình không có mắc kẹt đâu. Xuống đây đi mọi người. Xuống đây. Nãy giờ xạo xạo vậy thôi chứ tụi mình không có mắc kẹt quá. Rồi xong luôn, tội nghiệp em dân làng quá. Ai biết em dân làng không? Em dân làng chính là em của mình đó mọi người. Còn bây giờ, chạy qua đây chị Bánh Đa. Qua đây chị Bánh Đa. Nãy con lóc không đặt cho chị nhảy qua đây chứ. Trời ơi, chị bước xuống chị nhảy qua đàng hoàng. Ôi chết tiệt này, Bánh Đa này. Chị xứng đáng bị lọt xuống dưới đó chị Bánh Đa. Thôi, không có nói xàm nữa mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sinh tồn trên một lóc. Hồi nãy giờ chỉ là giả bộ thôi, còn bây giờ mới là thiệt nè mọi người. Ủa? Gì vậy? À, rồi xong luôn, cả team đang sinh tồn trên một lốc. Cái này gọi là một lốc á hả? À, thật ra thì một lốc ở đây không có ý nghĩa là đứng trên một lốc mèo. Lốc là một lốc mà tự á. Mình sẽ có một lốc để làm vốn thôi. À, ra là vậy. Nè, cả bầy cùng nhau đặt cái lốc này. Sau khi mà chúng ta đặt cái lốc này, chúng ta sẽ được một lốc thì mèo thấy không? Đó. Sẽ cho mình cái lốc khác để cho mình đúng rồi. Đó, chúng ta sẽ lấy cái lốc này nè. Và sau khi chúng ta đập khoảng được 200-300 lốc á, chúng ta sẽ dùng cái lốc này để nâng cấp cái nguyên cái hòn đảo này lên luôn á mèo. Ê, có con cừu ra nữa kìa. Đó, anh mèo thấy không mèo? Chúng ta phải nâng cấp cả cái hòn đảo này lên á mọi người. Trời ơi, chị Bánh Đa có bắt con cừu ra xuống giật kìa kìa thôi. Thôi, tính ra tôi nói mà không ai quan tâm luôn á. Tại vì á, dù gì chúng ta cũng ở chung trên hòn đảo mà. Nếu mà mọi người không quan tâm thì á, chịu thôi chứ giờ sao. Rồi, để tôi hy sinh làm bàn chế tạo, được ai làm bàn chế tạo nha. Rồi, làm đi, mau lên. Đây, cái bàn chế tạo đầu tiên nè. Nếu mà chúng ta đủ lốc á, chúng ta có thể đặt qua mấy cái bờ lốc bên đó, mấy cái hòn đảo bên đó đó. Và chúng ta có thể nâng cấp những cái hòn đảo bên đó. Để wow, những hòn đảo bên đó có nhiều tài nguyên hơn. Wow. Nếu các bạn thích cái video này thì đừng quên nhấn like. Nếu đủ 100 cái like, mình sẽ livestream chơi hết cái này trong một livestream cho mấy bạn xem luôn. Wow. Mình sẽ livestream từ sáng tới tối đi chơi hết cái map này luôn. Rồi, rồi rồi rồi, thấy chưa mấy bạn, mình đang đứng giới thiệu thôi mà mèo kêu mình á là phải làm cái cúp rồi đó. Đây, tôi làm cái cúp cho nè. Nó bên đâu ơi, trong đảo cái cúp đang đào nó tự động mất tiêu vậy. Ôi, cái rương đào, cái rương ra luôn, có thác đớp đi đào ra bụp, rồi rớt rương ra là kìa. Nó lập đi cho lẹ chứ cần gì phải đào, mở rương ra lấy đặt đi đó rồi lấy. Nó thấy chưa, ai lấy nó nhanh hơn. Đứa nào rảnh có đặt cục trên chi nữa vậy. Trời ơi, rảnh thiệt á, đào cái cục ở dưới thôi là được rồi. Cái con thú này đừng có quánh nó nha, nó bay xuống giật á. Chúng ta cần cái con thú này để có đồ ăn ăn á mọi người. Nãy giờ chị đánh rồi, chị cho nó xuống giật. Bây giờ đó, em sẽ chế tạo ra thêm một cái cây cúp cây rìu nữa nè chị Bánh Đa. Cho chị nè. Đó. Đây, đây, cho tôi. Để tự chị chế cái gì chị thích chị chế. Tôi sẽ đập cục đá, mèo đập cục gỗ. Đúng, chúng ta rồi đập đi mèo đập. Mở luôn, mở rương ra nữa. Ai biết đâu. Phải mở cái rương chứ. Chúng ta chỉ có một lốc làm vốn thôi đó. Làm cái gì thì làm đi. Tôi cần lốc để tôi đi qua các hòn đảo bên khác thì tôi lấy tài nguyên nữa đó mèo. Ra vậy. Mèo phải làm nhanh lên trước khi trời tối. Trời tối zombie xuất hiện mà chúng ta chưa có được giáp sắt nữa là zombie quánh chúng ta ngủm luôn á. Trời ơi, đó thấy chưa chị Bánh Đa, chị nói chị làm đi. Chị nãy giờ chị làm cái giống gì vậy nè. Em dân làng của mình nè, nó mới biết chơi. Nó là con vú nha mọi người. Con vú. Ừ, nó con vú. Mấy dân làng này con vú nha, nó là ủa hút. Nếu mà con vú thì nó là gì của ông ta, nó là em ông hả hay là cháu ông? Trời, nó em tôi. Nó thì ơi, nó là vú con. Cái gì chị Bánh Đa, cái gì mà vú con? Vú con là vú cha nữa. Vậy mà hết vú này tới vú kia. Chứ hồi vú vú khác là mệt nha chị Bánh Đa. Thấy không? Cái gì vậy? Cái gì? Ê, sắc sắc nè, giáp kìa, giáp kìa. Chị có trứng nè, chị có lúc. Thôi bỏ hết vô rương đi. Có giáp sắc nè. Đâu, có giáp sắt không? Đó, đã thấy được bốn lần. Rồi xong, đưa đây cho tôi tịch thu. Đây, tôi có thêm một món mới rồi, tôi có lòng spam bao ra quá giật nè. Rồi, trời ơi, ông cái này không phải là spam quá giật bình thường đâu, chúng ta có thể spam mà công cụ ở đây nữa đó mọi người. Nếu mà kiếm cái trứng đi, chúng ta sẽ spam được cái công ở đây, tôi xem. Ở đây tôi có hai block này, tôi có thể chế tạo ra được cái hàng rào của ta để tôi nuôi mấy cái con này ở đây coi. Nuôi đâu? À, đây rồi, không? Đây rồi. Ok, tôi phụ cho nè. Chết tiệt, tôi biết cách nuôi mấy con này rồi. Ê, chú con lưỡi đào cùng này nè. Chị con, chị Bánh Đa. Chị Bánh Đa kinh dị quá nè hết. Ờ, giỏi quá. Làm gì vậy hổ đời. Đào xong lấy đồ bỏ vô luôn nha. Con này vô, tôi làm cái chỗ spam ra, mẹ hiểu không? Ê, còn chị mẹ lắp cái gì? Cái này lại giùm tôi đi mẹo. Ờ, chị lắp cho. Không biết ông kia lắp cái gì luôn á. Chị sẽ đợi em ơi, quá. Em phải chế tạo ra dụng cụ em mới đào được. Tao tội nghiệp quá. Rồi em đó xong ngu ngốc quá. Em này mới biết chơi Minecraft, mọi người thông cảm không cảm luôn á. Em này mới biết chơi Minecraft. Thôi chị đi chế tạo đồ, chị sẽ lột da rổ ra. Cái gì mà lột da rổ vậy? Rột rẹt, chị sẽ làm ra cái cấp trước. Rồi chị Bánh Đa ơi. Rồi.
rẹt gì mà đã. Làm mà phải rụt rẹt nữa vậy chị? Phải như vậy nó mới sống động chứ. Chị lòng tiếng này hả? Chị phải làm đi. Cái gì cũng phải rụt rẹt trong đó chị mới làm được. Lắp cái này vậy hả hết? Rồi tôi lắp như vậy nè, rồi tôi đặt cái chỗ này vô khoan có cái trứng nào không? Con ngựa này mày đặt cái trứng đi, đặt con gỗ này vậy chị? Chị cũng có đem cái trứng chị Banh Đa. Trứng gì nói đi. Rồi cái trứng con nào nãy chị lượm đó được? Con bò nắng. Thấy con chích gà đi con gà. Con chích gà. Rồi không. Con chích gà. Bỏ cái trứng vô đây. Đó bây giờ chúng ta có cái lồng farm gà. Wow chị khôn. Chết tiệt cái gì vậy? Chết tiệt cái mấy con gà này nó bay xuống dưới hết rồi mọi người ơi. Có lẽ chúng ta đã sai lầm rồi. Đào ra đào ra. Ê lấy để ra chế cây cúp đá hả? Chết rồi rồi, cái đó nó sẽ banh cái lồng xà bam hết. Không có đâu, tôi đặt ở ngoài này nè, bảo đảm là không có banh cái lồng xà bam được đâu. Đây. Cần để nó xà bam ra xuống dưới ngược rồi không hả? Nè, em sẽ xà bam ra đây nè chị Banh Đa. Thì cho nó còi lên đi. Nè, đừng có lo nữa. Mọi người cứ tin tưởng ở tôi. Đây, ở đây nè, chúng ta sẽ có cái chỗ nuôi gà ở đây nha. Đó. Đó, ở đây nè. Bây giờ chúng ta cần thêm lắp cái này lại nữa. Đâu, là con gà nào nó sẽ xà bam ra dưới chị Banh Đa. Ồ, vậy hả? Để chị lắp cho. Đào ra đi. Khoan, nãy giờ á mọi người có thấy cái cột mà có để chip point không? Điểm á mọi người, Redwood 24 điểm, mèo 21. Chúng ta cần phải có được 200 điểm để nâng cấp cái hòn đảo này lên. Wow. Nếu mà nâng cấp cái hòn đảo này lên, tài nguyên rớt ra sẽ là giá trị hơn á chị Banh Đa. Ủa, nâng cấp đảo nữa hả? Trời vậy đó hả? Đúng rồi, có nâng cấp đảo nữa. Như vậy thì người ta mới gọi là sinh tồn một lớp đúng không? Ừ, vậy chị xin lại, chị sẽ nhào vô đào phụ để có điểm nhiều. Đúng rồi, đào đi, đánh nhau lấy điểm đi mọi người. Ủa, đây có lèn nè, có gỗ không? Đưa gỗ đi mọi người ơi. Đây, gỗ, đây, gỗ, đây, gỗ, cho đây. Xin gỗ đi, cho xin gỗ đi. Đây, gỗ nè, lấy đi hết. Ây da, tôi lỡ đặt ngu rồi. Ê, có con gà được kìa, chúng ta xin có rất là nhiều đồ ăn luôn. Đúng rồi, nè, nó sẽ rồi. Nhảy lên nóc nhà đó. Đây, gỗ không? Đây, đưa gỗ đây, đưa gỗ tôi đây. Để lòng lên, đây đất. Cái gì vậy? Nói gỗ đưa đất thôi, kệ đất cũng được. Nè, ông lấy đất đi, gỗ kìa. Rồi, ok luôn. Gà. Ủa gà nó spam ở đâu vậy? Đừng có nói với tôi là nó spam ở dưới nha. Nó vẫn spam ở dưới đâu mà. Ai chết tiệt thiệt, mất hết đồ rồi. Chết tiệt. Rồi, xong luôn. Oh shit, here we go again. Okay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt cái lồng này cao lên. Thôi mà đặt cái là mất luôn cái lồng á. Bây giờ chị khoét cái lỗ ở dưới đi. Đưa đây chị làm cho. Em hết lớp rồi chị Banh Đa ơi. Chị làm cho nè. Chị rồi. Sẽ lấy len làm tổ ấm cho gà. Thôi bây giờ đó chúng ta cùng nhau cài đi. Một hồi mình sẽ cho mọi người coi được cái thành quả mà tụi mình thôi, cài nha. Chỉnh sửa lại sao? Trời ơi, tiếp tục lại có sắt nữa nè. Quá đáng thiệt rồi. Rồi xong, kiểu này giàu rồi. Nãy giờ công sức của tụi mình đập quá trời luôn mà thật ra có một mình tôi đập luôn á, tôi được bộ dụng cụ mới luôn rồi nè. Thôi. Nghĩ sao vậy mẹo, chị Banh Đa đã giờ làm cái gì đây? Ủa bạn danh, bạn đập, bình bạn gì vậy bạn giờ này còn nấu sắt nữa. Tụi tôi nhường cho bạn đập. Wow, nãy giờ tôi kiếm một ống lóc luôn đó hả? Bên này coi mấy lóc rồi. Trời ơi, sắp đếch quá, phải kiếm thêm lóc nữa. Kiếm như vậy gì là sao mà nâng cấp được cái đảo nữa mọi người? Ông nâng cấp đi. Đây, bây giờ tôi có 259 điểm, tôi sẽ nâng cấp cái hòn đảo này lên nha. Nhìn nè, nâng cấp lên 200 điểm để nâng cấp sao? Ok luôn, nâng cấp. Ủa, cái gì? Tôi có 250 mấy điểm mà. Là mình chưa đủ điểm. Nâng cấp được rồi nè. Rồi luôn mọi người ơi. Mọi người biết sao không? Tại nãy giờ á, mọi người đứng đây nè, tôi không nâng cấp được. Mọi người phải hót ra ngoài tôi mới nâng cấp được cái hòn đảo. Rồi đây. Mà nâng cấp xong cái hòn đảo của tôi thấy sao nó cũng nhỏ xíu vậy? Phải không? Ê, nâng cấp xong nó bị nó cắt luôn cái đảo luôn. Rồi luôn, nó cắt nguyên một lỗ ngay đây luôn nè. Mất cái lắp của tôi luôn rồi. Cái này chỉ là nâng cấp hay là phá hoại vậy hết. Ôi trời. Nhưng mà được cái là hình như cái nóc nhà nó cao hơn á. Tao giống mặt cái gì á, tôi cần cái nền á. Cái gì vậy? Rương đâu hết. Ê, rồi. Nâng cấp xong. Đâu đâu hết rồi. No way, no way. Trời no ơi, way. Giống mặt cái gì vậy trời? Chúng ta nâng cấp xong. Ê mèo khoan mèo, hình như nâng cấp xong mình mất hết đồ nhưng mà mọi người nhìn kìa. Chúng ta bây giờ á, nãy đặt một cục là được một điểm đúng không? Bây giờ đặt một cục là được hai điểm. Từ cái này, phải lấy cái lóc lắp lại, lắp cái đó lại, lắp cái đó lại đi. Lắp lại. Oh my god. Rồi xong, lắp lại được rồi chị Banh Đa. Lắp được rồi. Giải em mất tiêu rồi nè. Hên là chữ là được cái nón kim cương của em á. Cháy tôi rồi. À, tôi chưa chết. Tôi chưa chết, tôi còn sống nè. Nhưng mà mọi người, khoan, bình tĩnh. Nâng cấp cái đảo lên rồi, tài nguyên mới sẽ có nhiều hơn á. Ok. Chúng ta phải bình tĩnh thôi, không có gì phải buồn hết nè, thấy chưa? Vừa nói cái là có liền. Ừ, đúng rồi hay xong. Quá. Bây giờ đừng có ngồi đây mà buồn nữa, tôi có full bộ giáp rồi nè. Tôi thật là mừng khi bạn có full bộ giáp và tất cả chúng tôi đang bị cháy nhà trên này nè. Rồi xong luôn, vừa nâng cấp cái hòn đảo mới là cái hòn đảo của mình nó bị cháy luôn. Trời ơi, nâng cấp do này cái á. Là bà đó. Chị thấy gì nó không vậy? Có may mắn được tí nào. Tại chị xui á, chị Banh Đa. Ê, bây giờ rồi. Biết sao không? Lấy lắp đi mọi người. Cái gì vậy? Giờ nguyên cục bét lắp luôn. Khoan, thằng này một hồi sẽ động mất nè. Đó, rồi xong. Bây giờ nha, tôi chỉ cho mọi người nè. Chúng ta cần phải xây một cái hòn đảo nhỏ bên ngoài để chúng ta cất đồ. Thôi, mém nữa tôi té nữa rồi đó. Rồi. Rồi,
sao ông luôn. Ôi, biết bơi nổi banh cành chị Banh Đa rồi thôi. Chết cả bảy thế, đừng gom đồ chị nữa. Rồi xong em gom hết rồi. Ôi, chị Banh Đa. Dạ. Em thấy chị có nhiều lò vậy, chị nghĩ sao chị dư đá lên đây, sao chị làm một đống lò. Trời ơi, lò ở trong này ra nè ông ơi. Rồi bây giờ để em xây cái hòn đảo ở ngoài này đi. Đó, chúng ta chỉ cần có cái hòn đảo nhỏ ngoài này thôi. Bây giờ á, tha hồ mà cấp độ ngoài này nè. Trời ơi, chứ làm sao mà nâng cấp lên cái mất hết một đống đồ. Tính ra tụi mình mất hết một đống kim cương luôn á mọi người. Chơi nửa tiếng đồng hồ mất hết một đống kim cương nhưng mà tôi vẫn không tức. Tại vì á, cuộc chơi này mình cũng phải chơi ngu một cái cho biết mùi mới các bạn ơi. Thôi kệ đi, dù gì thì chúng ta cũng có thể xây lại được mà thấy chưa. Nè, đập nhanh lắm. Ê mọi người, vô đây, có ai có cúp sắt không? Tôi vô đập nè, lấy cúp sắt nè. Dân Lạc, em có cúp sắt nè. Đào, đúng rồi, đào ra, đào ra, em đứng em đào đi mọi người. Dân Lạc, em đào xong á, em vừa đủ 300 điểm nha. Ôi, nhanh lên, nhanh lên. Em đủ 300 điểm á, em vô đây nè, em nâng cấp tiếp nha Dân Lạc. Ở đây cần 300 điểm nữa chúng ta mới nâng cấp được. Ờ, 300 điểm hả? Đúng rồi, 300 điểm là dành 300 điểm chỉ đào nhanh lắm. Okay. Rồi, mọi người đào 300 điểm đi, còn tôi sẽ đi qua cái hòn đảo bên này. Ừ, tôi cũng muốn đi nữa hết ơi. Qua cái hòn đảo đó chúng ta sẽ nâng cấp cái hòn đảo đó lên luôn mèo ơi. Đây. Nâng cấp tiếp hả? Đúng rồi, cái hòn đảo đó nâng cấp lên là có nhiều tài nguyên hơn á mọi người. Trời đất ơi, giờ ông đi qua hòn đảo cây hay là hòn đảo nào? Đảo cây, đảo cây. Ôi trên đảo kia giống đảo sa mạc quá, kiểu đảo sa mạc thường thường thì có kho báu á mèo. Thôi, nhưng mà mình cần bên cây để mình sống hơn ông ơi. Đúng rồi, thì bên nào cũng được á, bên cây thì chúng ta sẽ có nhiều thêm được mấy block nữa mèo. Ý nghĩa giúp tôi có tới chưa? Tôi đang rồi, mẹ cứ đi đi. Tôi đang ở đây thì có chị Banh Đa ở nhà đang đào rồi. Nhìn chị Banh Đa đào mà tôi thấy yên tâm luôn á. Thì Banh Đa với Dân Lạc đào đi đúng không? Xong chưa mèo? Vô, tới rồi. Rồi, được rồi, hòn đảo mới. Nâng cấp cái hòn đảo này tốn 70 phone. Tôi có nè, để tôi nâng cấp. Nâng cấp. Ôi, nâng cấp lên xong hòn đảo đi nhiều gỗ lên. Biết vậy rồi, hãy đập hết gỗ đi rồi hãy nâng cấp. Hỏi vậy, trời ơi. Xong rồi. Ê, hòn đảo này nó sẽ tự động hồi phục sau mỗi 30 giây. Lấy gỗ thoải mái mọi người. Ủa vậy hả? Ừ, cái hòn đảo này nó biết hồi phục. À, wow. 30 giây là nó hồi phục gỗ một lần. Sướng thiệt. Okay. Vậy chúng ta có gỗ vô hạn luôn á. Gỗ vô hạn. Sao trên này cái gì cũng hồi phục nó đã ghê. Tôi sẽ đi qua cái hành hoang mà. Cái gì vậy mèo, tính qua hòn đảo sa mạc á hả? Ừ, đúng rồi. Rồi, ok luôn. Qua bên đó đi. Qua bên đó chúng ta sẽ tìm được kho báu á mèo. Nhưng không biết phải có kho báu không nữa. Tôi hy vọng là sẽ có kho báu cho chúng ta. Cái gì đây? Hòn đảo mới được hồi phục cái gì? À, mèo qua bên đó nó nói là mèo phát hiện ra bion mới. Trời đất ơi à. Trời, nhà mình có cá heo. Cái gì vậy chị Banh Đa? Nhà mình có cá heo. Đặt ra tới cá heo luôn rồi. Ừ. Hòn đảo hồi phục. Ủa, sao đảo nhắn cho em hòn đảo hồi phục đây chị Banh Đa ơi. Hòn đảo hồi phục hả? Hòn đảo bên này hòn đảo gỗ nè, nó không hồi phục luôn nè. Ôi trời ơi. Ghê á, chết tiệt thiệt luôn á. Thôi nhưng mà dù vậy cái cũng sao, bà nói chị đào thiếu gì. Trời, bên nhà chị đang đào gỗ. Trời, bà Banh Đa bắt đầu lên 200 điểm luôn rồi kìa. Trời ơi. Đào nhanh nhanh đi, mình nâng cấp lên nha. Ủa chị Banh Đa, chị đào nhanh dữ vậy. Chị giận hết nội công luôn á chứ phải giỡn đâu. Trời ơi, hết cái hòn đảo bên này cần bao nhiêu? 55 hả hết ơi, 55 nữa hết. 55 điểm hả? Cái đảo sao mèo có bao nhiêu điểm? Mèo có 43 điểm thôi, để tôi chạy qua cho. Rồi, tôi hết đồ ăn luôn. Thôi để tôi chạy qua tôi nâng cấp cái hòn đảo bên mèo cho. Sa mặt lời nó cần tới 55 lận. Mèo ơi, cái hòn đảo bên đó là 55 đúng không? Tôi còn 93 điểm lận ha. Đi nâng cấp đi. Ok luôn. Chị Banh Đa giờ có 200 mấy điểm luôn kìa, đã rồi. Sao tôi bây giờ chị giàu giả thế luôn. Cái hòn đảo này nâng cấp là nó ra cái gì ra xương rồng á, tôi không cần xương rồng. Có hòn đảo đâu có tài nguyên không? Ấy hình như bên đó có hòn đảo sắt kìa. Sắt ở nào? Kìa bên đó đó. Cái tôi đang đứng hả? Trời ơi bên này nè. Ủa sao mày trời bắt cô qua hả? Sao vậy? Cái giờ ông chịu khó đi ông nội, tôi xây đường mà, ông thấy tôi qua cũng cực khổ không? Tôi cắn không? Rồi mèo xây gì kệ mèo, đợi cái nhà nước không á chị Banh Đa. Bà làm sao mà nhà nước tôi lên láng thiệt. Trời ơi, cứ không cảm đi. Cái này đào ra toàn là đồ dưới nước không hả? Ôi, nghĩ sao chị đào toàn đồ dưới nước không vậy? Trời bây giờ em qua cái hòn đảo này là em sẽ có nguyên bộ giáp kim cương luôn nè. Hòn đảo này cái này chị đào nãy giờ ra toàn là hang động điện nước gì à, mực cá không á. Trời ơi, bộ chị ở nhà mà chị làm cho chị ở biển vậy, có mực cá ở đó nữa. Ủa, vậy mực cá, cái này mực cá nhiều lắm. Ông đang cắt cái đảo này chưa? Trời, 125 mà ở gì 200 mực cá. Ôi đừng cái đảo này á, tôi nhìn thấy nó toàn là xương á mà mèo ơi, tự nhiên có miếng xương kìa. Qua bên đảo này người ta có sắt nè. Đặt hết lớp ủng hút mấy cái gỗ này mình có thể chế được này để tôi làm cho. Tôi có tới mấy chục gỗ lên trời, sắp tối rồi đó, làm gì làm đi, zombie nó ra nó cắn tới rồi mẹ ơi. Hai nhà chế giùm cái giường con bà con. Chế mấy cái què đi. Thôi đừng đặt giường, đặt giường một hồi là chúng ta sẽ bị mất á, nên cái phòng đảo lên là chúng ta bị mất nữa đó mẹ. Cho nên mình không bên ai đi. Ôi, nâng cấp cái hòn đảo này. Khoan khoan khoan. Không bên ai đi. Chúng ta sẽ lấy sắt trước cái đã. Trước khi khai thác cái hòn đảo này á, nâng cấp chứ là chúng ta phải khai thác trước. Ồ vậy hả? Đúng rồi, khai thác đi, khai thác. Lấy sắt đi mẹo, lấy than nữa. Đợi tôi vài giây cái tôi mới móc được cái cơm cấp của tôi đang đi tìm nó đây nè. Rồi xong, ok luôn, tôi lấy hết sắt luôn hả? Bây giờ tới lấy than. Thôi chờ ông lấy sắt cái là tôi hết sắt để
bị lấy hết. Trời, 300 điểm đó kìa chị Banda. Rồi giờ sao? Rồi chị chờ em đó, chị chờ em đó. Em nâng cấp cái hòn đảo này, em chạy qua liền. Rồi. 200 điểm. Cái hòn đảo này cần 200 điểm hả? Mắc quá à. Ôi, mắc quá à. Rồi luôn, bây giờ muốn chạy về là phải chạy hết nguyên cái đường luôn á. Hay là kêu chị Banda qua đây. Chị Banda, thôi chị Banda. Chị đặt lóc qua bên này đi chị Banda ơi. Chị quá hả? Trời, chạy rồi, chị qua liền. Chạy qua, trời đặt lóc chị Banda. Ok. Tôi đặt lóc về luôn nè, tới luôn nè mèo ơi. Tôi chuẩn bị đặt lóc qua nè. Nghĩ sao cái nhà mình không đặt lóc qua, mình chạy một đường xa lắm mèo. Thôi hết đây. Giờ ông kêu chị Banda bả đặt lóc, bả nâng cấp cái đảo sắt hết. Không không, tôi sẽ nâng cấp cái nhà ở giữa mèo ơi. Nâng cấp cái nhà ở giữa giúp cho khả năng đào nhanh hơn. Con Reaper kìa mèo, cẩn thận. Mèo ơi. Tôi thấy con Reaper kìa. Sau lưng. Chị Banda chạy về, chị Banda ơi. Vậy hả? Về nhà nâng cấp cái nhà lên. Ơi, kêu mà kêu chị qua rồi về. Xa quá. Em sắp về tới rồi, chị chạy theo cái đường em đặt nè chị Banda. Ok. Chạy qua cái đảo xương nè, cái đảo bộ xương nè. Rồi, để chị qua liền. Rồi dân làng nó làm tới đâu rồi tự? Dân làng để về nâng cấp cái nhà tới đâu rồi? Nó đang đào tiếp rồi kìa. Dân làng nó có 90 mấy điểm thôi. Còn chị Banda tới 331 điểm luôn chị Banda. Ôi, dân làng yếu nó phải như chị đó. Đâu. Chị đào xuống luôn. Rồi em đặt vô tới luôn rồi nè. Thế bây giờ chị nâng cấp ở đâu? Giờ á chị về đây đi, em chỉ chị nâng cấp nè chị Banda. Rồi chị bu vô nè. Rồi. Bu vô chị nhớ chứ. Cái gì vậy? Em tưởng chị lọt ở dưới luôn á. Ôi, chị lọt xuống dưới này nè. Rồi lên đây đi, em chỉ cho chị nâng cấp nè. Dân làng nó chậm đào quá nè. Mới ui nó mới đào phát là 130 điểm luôn. Ừ, tao cái để cho cái chị đào chứ. Nè, chị nâng cấp ở đây nè. Rồi ok, nâng cấp nè. Người chị cấp. Đào mà chị cũng đổi hỏi. Nâng cấp ở đây, nâng cấp ở đây. Nè. Nhấn vô chị Banda. Nhấn vô, ít đuổi. Rồi, nâng cấp được rồi kìa. Ôm mày lý tật. Ôi. Có mất không? Cái hòn đảo nó bự lên. Nó có nguyên gốc cây ở cơ luôn. Trời ơi. Bây giờ chúng ta đào một cái là ra tới 3 cục lần á. Trời ơi. Mày. Ủa nó được màu hả trời. Để bạn đào 200 cục đi em. Chúng ta chạy qua cái hòn đảo phát sản chúng ta nâng cấp lên. Ôi, cho kim cương, kim cương. Nào, đứng cho kim cương xuống dưới rồi. Trời ơi, đừng nghe. Ai, em bắt đầu. Ai. em mới dùng TB. Còn lại gì đó? Tôi mới dùng TB, mèo lên nó mà nghe thấy. Ôi trời, chị nói nghe là lần sau mà ăn nâng cấp đồ á hả? Là chị hận lắm á nha. Hồi nãy á, tôi thấy cái cấp kim cương lọt dưới tôi tiếc quá, tôi bay xuống tôi lụm mèo. Dân làng, chạy qua đây em ơi. Chạy qua cái đảo bên này nè, nâng cấp cái đảo khoán sẵn lên dân làng ơi. Hồi nãy á, cái cấp kim cương mém nữa mất luôn. À mà khoan, nó mất rồi chứ mém cái gì nữa. Mất tiêu rồi. Nó trôi rồi, nó lại trôi rồi. Cái cấp là cái rèo chứ tôi nói lộn. Rồi dân làng, chạy qua đây nè. Đi dân làng ơi, dân làng không biết đường đi hay vậy. Coi nè, mấy bạn coi nè, một người mới tập chơi Minecraft nè, dám chạy lên cái đường này không? Chạy qua đây em ơi. Rồi nó đang mắc kẹt. Chạy qua đây. Anh mà quơ tay một cái là bay xuống vực luôn á. Đi, nhanh lên. Nè mấy bạn coi nè, nó vừa đi nó nhìn dưới đất coi. Nó đang sợ các bạn ơi. Nó dám nhìn thẳng mới sợ. Nó đang hoảng sợ đi nhìn dưới đất. Nó sợ té lắm. Rồi, chạy qua đây. Chúng ta chỉ cần 218 đồng của em thôi, em có thể nâng cấp được lên cái này nè. Rồi đây, nâng cấp cái hòn đảo này lên đi em ơi. Nhanh lên. Nó chạy cũng chậm hơn ta ha. Rồi, nhắn vô. Cái gì mà không đủ nâng cấp lên. Trời ơi, không đúng tiền nhọc. Ủa cái hòn đảo này 200 đồng đủ mà, nó 218 đồng mà. Ủa vậy hả? Rồi luôn, cái này là chỉ có phụ nữ quyền lực Banda. Trời ơi, bởi vậy chờ chị kiếm đủ tiền đi. Rồi chị qua đây chị kiếm đủ tiền nhanh lên. Chưa. Nâng cấp được cái gì hết vậy kìa, ta. Nó nói cái gì kìa. Không, mở ra được khu vực mới. Mèo mới mở ra khu vực nào vậy? Có mở đâu ba, tôi về nhà mà. Rồi luôn vậy em đứng đây em farm than đi em ơi. Để cho bà Banda nè. Chị Banda đâu rồi? Cái gì, chị đang ở nhà. Chị đang ở nhà thôi, để về em đập cho. Chị nãy giờ chị đập xui quá toàn ra lava với ra cái gì. Ôi đâm xuồng bể không, hồi nãy tôi đâm trong nhà bị mất. Nè bây giờ á, bây giờ rương á là không có để trong nhà nha. Đúng rồi, rương mình có cái hòn đảo nhỏ để rương ngoài. Để ngoài á, để trong nhà mất á nè. Đúng rồi, chị để trong nhà chứ hồi nãy muốn để ngoài mà. Ai không chịu ai nói. Rồi né ra đi em đập cho nè. Mất hết mớ đồ, giờ chị đem lên. Ê bởi ngồi sao mình xin tồn một lóc mà lọt lạc quá. Cái gì mà dân làng nó hót ra luôn rồi. Nó té giật cái gì nó sợ quá, nó hót ra luôn á chị Banda. Thì đó, chị nói nó đang dung dữ dằn lắm rồi. Sao cái này nó in rít mà sao nó rít hết trơn rồi. Sao cái này nó bể nhăn quá vậy, nãy mình thấy được cái lóc rương mà. Rồi em có bao nhiêu rồi, 191 rồi, 197. Trời ơi toàn là đất với đất không vậy. Đội là Enderman ơi, là Enderman rồi, còn đứng đó mà nhìn tao, tao đá cho một đá bây giờ cút. Nắm nó. Rồi. Nó đi đừng cho ba má nó hay. Cút. Cút ra mày xui quá, mày đứng nhìn tao, tao mở cái rương nó toàn đất không đây nè. Trời ơi. Chết tiệt tiệt. Enderman hồi nách. Cái gì vậy chị Banda, chị hửi nách Enderman rồi hả? Không có. Nghĩ sao chị nói vậy, quan ức cái đó hả chị Banda? Chị nghĩ mấy thằng như vậy là đều như vậy. Bao nhiêu block nữa nâng cấp được? Ủa, hình như mình nâng cấp mắt luôn cái nhà rồi. Mắt rồi hả? Ừ. Trời. Ba mỗi lần nó kiếm 3 điểm là mắt rồi. Ê, tôi thấy mình cần gì á, mình đi ra quán cái hòn đảo mình lấy đi cho. Ê, tôi có 300 mấy điểm luôn nè. Rồi, tôi đi nâng cấp đi. Ôi, em kiếm ra cái kim cương vậy? Đưa đây. Lê, mà lem đồ của con nhóc dân làng bạn ơi. Ôi, cái này cần cái rìu em ơi.
cúp ha, đúng rồi, chuyện cúp, chuyện cúp, chuyện cúp. Rồi, cảm ơn em nha. Có cúp kim cương đào lĩnh lẹ thiệt mấy bạn ơi. Nhóc dân làng đi đâu kiếm cúp kim cương đã thiệt á. Chuyện thôi anh ơi. Trời ơi, tao mày đánh đánh tao nè. Cầm cúp cương chặt cho mấy cái bây giờ. Rồi, cái này là mình cần tới một cái rìu. Ôi, nguyên con biết liên luôn, nguyên con heo luôn. Ôi, con heo này nó mà hút một cái là ngậm luôn á. Cho nên trước khi nó cái gì vậy? Trước đi. Vậy con nguyên con gáp với lại con nữa. Con gáp nó làm ở sớm đâu vậy? Tụi thấy rồi nè. Ai da, cái gì lava? No way. Nhà mình nó đã xuất hiện lava rồi, đặt lắp lên đi. Rồi xong luôn. À, tụi đang bị cháy. Cái nhà của tôi tiếp tục cháy tiếp rồi. Ê, cái gì vậy? Dập lửa đi. Còn cảm ơn em đã dập lửa giúp anh. Sao mình đào ra cái cục lava xuống thiệt. Ôi sao nãy giờ mình không thấy netherite ha. Netherite hả? Đào giờ đào ra nguyên cái cục hắc điện thạch màu đen này nè. Rồi luôn, không có netherite luôn. Hình như nãy giờ mình đang đào mấy lớp ở dưới địa ngục á. Mình thấy còn mấy cái lớp ở dưới địa ngục thôi. Nether thôi. Netherite đó gì tôi quên rồi. Netherite là cái cục để làm. Để ê chết chết tại vì tôi quýnh thằng này chứ vậy biết gì bận mua giáp vàng vô tao đổi đồ với nó. Trời ơi. Rồi xong luôn. Xong luôn nó tán. Vậy là đây, đưa đồ cho anh. Đó, nó giả cho tôi cái là tôi ngẫm luôn rồi đó. Tôi lại khi dễ nó lại để cho nó khi dễ cơ. Rồi á chị Panda nó khi dễ em quá. Tôi thiệt là không có thông minh. Rồi đưa lại cái cúp kim cương cho anh. Nguyên con gác luôn nè. Trời ơi, con gác đâu ra nó giặt ra hoài vậy? Đúng rồi, em đứng cạnh. Ê, nãy giờ mình đi từ thế giới này qua thế giới nọ luôn mà. Đúng rồi. Ôi, là ba em ơi. Là ba, chém là ba. Em đặt lắp lại rồi chị Panda. Ờ, đặt lắp đi. Xui thiệt luôn á, nãy giờ đào không có ra được cái lắp kim cương cái gì vậy? Thì bởi vậy. Cái lắp gì mà nó bể kìa. Cái gì vậy, tao cũng con gác. Ui. Ê, chơi đập bể lắp rồi. Né ra đi em đào cho. Ờ, rồi. Hên quá. Hên là dân làng nó nhanh tay á chị Panda. Ơi nữa kìa em ơi. Ê, mình có nên bỏ nhà đi quan không mọi người? Cái gì? Mình có nên bỏ nhà đi quan luôn không? Cái gì mà đi quan vậy? Chứ tôi đang nãy giờ tôi farm được 400 điểm rồi nè. 400 điểm đó của ông có làm ăn được gì không? Cái gì mèo? 400 điểm đó của ông có làm ăn được gì không? Được, 400 điểm này của tôi á, tôi có thể nâng cấp hết nguyên tất cả các hòn đảo còn lại luôn á. Nhưng mà tôi bị cháy này, đang đau người quá, đau tim quá đây nè. Đây, 400 điểm rồi, bây giờ không có ai có thể ngăn cản tôi nâng cấp được hết. Giờ nâng cấp cái gì hết? Dĩ nhiên là nâng cấp cái hòn đảo khoáng sản là mèo. Tôi mà nâng cấp xong cái hòn đảo khoáng sản này là chỉ có đào được kim cương thôi. Wow. Ủa nhà chị cũng đào ra được kim cương vậy, tại nó đi mất thôi. Rồi nâng cấp lên, nâng cấp lên. Ê cái này em phải nhờ nó nâng cấp mới làm. Ê mọi người thoát ra khác cũng nâng cấp đây mọi người ơi. Ok. Nó thoát ra như vậy, nó nâng cấp được kìa. Trời ơi. Ôi tôi còn 400 điểm luôn, ảo ma Canada thì thoát ra phát nâng cấp mà không mất điểm luôn. Wow. Cái này có thể hát không vậy? Được, 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 được là cái đó là nó cho khăn, nó tặng á. Sao đâu? Hả? Ừ. Nó quá mệt mỏi với mình rồi, mình cũng quá mệt mỏi với nó rồi. Thôi đây, thoát ra cái nữa tôi nâng cấp nữa nè. Ừ rồi, rồi luôn, ok. Ra luôn, giờ kêu tôi ra luôn cũng được, nó khỏi chơi luôn cũng được. Rồi, rồi nâng cấp lên. Đúng rồi, tao rồi, đồng ý. Rồi, mất điểm rồi. Cái này còn cần bao nhiêu điểm nữa? Cái này nó bao nhiêu điểm? Có chừng 256, tôi có 254. Rồi sao tôi chạy qua tôi đập hai cục nữa. Đào hai cục nữa là được rồi. Rồi tôi sắp nâng cấp cái hòn đảo này lên. Cái này lên vàng rồi nè. Một cái thôi là lên đảo kim cương nè mèo. Wow. Ơi. Nâng cấp vậy còn đường đi không vậy? Còn, nâng cấp xong còn đường đi. Còn đường đi yên tâm. Ôi, tâm. Chiêu chiêu. Tôi sẽ còn được còn nhiều đảo. Ủa bà cấu trúc chi mà cho cả đống điểm không biết nâng cấp gì hết vậy? Bà cấu trúc này bà đào giỏi chứ bà không có nâng cấp được. Ôi, cưng nói để cưng nâng cấp không cho chị anh. Ê, nè, ê, cái con quýt đời này thay quá. Vậy vòng vòng kiếm cái nào phù hợp với năng lượng thì vậy chứ nâng cấp gì nữa. Ok. Nhà bị cháy vậy mọi người. Thì ai tới gì đâu đó. Rồi luôn cháy lên cái cây trên nóc nhà luôn rồi. Trời ơi. Không sao đâu. Cái cháy hoài à, tôi yên tâm đi. Ê, nghe được rồi. Ê, lấy ai cũng cúp sắt đào đào đào. Cúp sắt gì? Cúp sắt nè. Ê, cái kim cương này tôi có nè. Ừ, đúng. Cúp sắt nha mà đào đây là cúp sắt. Lộn, tôi nhớ lộn. Tôi phải đào cúp kim cương. Chơi vậy là ngu vậy. Chơi vậy là gác. Rồi xong lấy cái cục này rồi này cất vô rương liền. Rồi mấy bà nội gác là những có thù từ đời nào vậy hả chị Panda? Đây, đâu rồi, cái rương nhà mình đâu rồi? Cái rương nhà thì ở nhà đó. Đi đâu rồi? Đây, duy nhất nhà mình có cục không phải cái cục đó là netherite mà kêu bằng khoáng sản khoáng thạch cổ đại cái gì á. Cái gì cổ đại? Đúng rồi, cái đá cổ đại á mèo. Cái okay. Đó đi tìm ở dưới nether á, đang làm giác netherite á nên tôi kêu bằng cái đó netherite luôn cho nó dễ. Ồ. Oh. Cái này là mở ra cái chỗ farm quái nè. Cái đó phải netherite đâu ta, cái tên nó là gì mà có tiêu rồi ta? Thạch cổ đại. Cái gì quên này? Nhầm. Ồ phải netherite. À netherite. Ui, cái lỗ nó nguy hiểm quá. Biết là cái não tôi như là nó bị gì. Ê mọi người hót ra tôi nâng cấp cho mọi người. Ok. Rồi, chơi cái này thôi. Lấy cái cục ender này. Cái này chơi căng quá mọi người, hót vô hoài luôn á. Rồi, nâng cấp. Rồi. Kim cương. Hót đảo kim cương. Có đảo kim cương rồi kìa. Quý các bạn ơi. Đó, okay. Cái này cứ chín. Ôi, cái này gì vậy? Ui, cái này cái 16 giờ. Oh my god. Trời ơi, được rồi. Biết mà rồi, biết mà rồi các bạn ơi, được chưa? Chưa. Chúng ta chỉ cần nâng cấp lên thôi là chúng ta sẽ có được Skylock siêu pro mà. Wow. Cái này nhiều, này cho mấy điểm. Cái này mẹ không để mấy điểm, mày để không có đủ điểm. Ê, cái chỗ đó chị Hoa, chị muốn qua nâng cấp cái đó. Nâng cấp đi, chị Hoa nâng cấp cái này. Cái gì vậy? Mình biết sao không? Chị thấy nó có hình bộ xương á. Bộ xương là ra chỗ farm quái. Phải không? Ừ, chị xuống đây nè, chị đứng kế bên em nè, chị đẹp đây đây. Chị sợ. Chị Panda ơi.
Bà Panda bà chặt sợi. Không phải để làm cái gì, cứ nên ăn cắp đúng không? Ăn cắp đi. Ăn cắp nhẹ. Ăn cắp đi là mình cắp lộn đó. Đang nói chuyện không đủ điểm là sao? Gì kỳ vậy? Chắc là mọi người khó khăn trong mình chị á. Sao gì kỳ vậy? Người khó khăn thử cho bà Panda nâng cấp thử nữa. Ok. Rồi xong, chị Panda nâng cấp đi. Nâng đây. Nâng cấp đó. Rồi, hình như có mình em tính điểm mà chị Panda. Sao hồi nãy chị nâng cấp cái nhà được? Hình như là nãy chị có quyền á, tại chị đập cái đó nhiều á. Nãy chị cũng đập nhiều. Thôi vô lại đi mọi người ơi, chị Panda bà không nâng cấp rồi. Ôi, trời ơi, chị vô dụng. Thôi vậy để mình em đập bluff thôi. Mình em farm bluff thôi, mọi người nghe nè. Chị lại không làm được gì hết. Chị không có làm ăn cái gì hết. Rồi bây giờ pha một lần được 3 điểm. Nhưng mà 3 điểm này biết bao giờ mới xong á. Thôi đi đào kim cương. Thôi mình cũng nhiều đồ quá nhưng mà không có được Android. Em sẽ đi cắm đuốc và soi sáng cho cả nhà. Còn tôi á đi chế tạo ra, tôi nấu cái lắp kim cương này lên là tôi làm chúa tể giáp kim cương luôn nè. Thấy không? Đúng rồi. Ủa cái đá đó hết trơn rồi. Nhà hết đá rồi. Ủa đá mèo lấy mèo đi đặt hết hả mèo? Chắc tôi xây được hết rồi đó. Trời ơi giờ làm sao có được cái lò. Lò dưới chân á, nhìn coi. Cái lò này ăn vừa dư ra đúng cái lò này luôn nè. Bởi chưa? Ủa sao không làm cái lò nấu đá lâu nấu khoáng sản cho lẹ, đi lấy cái lò này. Rồi luôn. Ê con bò, bò nắm tạm biệt mày nha. Nhìn mày thật là vô dụng cho mày. Nhện cắn. Cái gì mèo? Nhện cắn tươi. Ơi, nghĩ sao chạy qua bển cho nhện nó cắn. Ê không biết cái cây này nâng cấp lên cái đảo hết ga luôn rồi. Cái hòn đảo cây này nó nhiều cây cái nào ta. Để coi bao nhiêu điểm nữa, 64 điểm có cái gì dễ vậy. Mình có cần cái hòn đảo cây này không? Rẻ vậy. Ừ, giờ nâng cấp cái hòn đảo farm quái vật cái hòn đảo cây, mọi người comment đi mọi người. Và nếu mọi người thích video này đừng quên nhấn like nha. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ tiếp tục làm cái hòn đảo này tiếp đây. Được rồi, đến lúc tạm biệt mọi người rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Cái hòn đảo này chơi thiệt là vui á mèo. Sớm quá vậy. Sớm cái gì? Nãy giờ là được rồi. Còn nếu các bạn muốn coi tiếp tục thì nhấn like video đi. Mình sẽ live stream, mình sẽ chơi hết cái hòn đảo này cho mọi người xem nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.